để tìm hiểu về Gioan và sẽ kết thúc vào tuần thứ năm. Như vậy đó thì có thể là tuần Bát Nhật Phục Sinh thì tôi phải đi họp hội đồng giám mục rồi. Nhưng chúng ta sau đó có thể chọn là một ngày nào đó tuần kế tiếp chẳng hạn để làm lễ bế mạc cái lớp học này trong mùa Phục Sinh chứ không phải là trong mùa chay nhé. Thế thì trong mùa chay là chúng ta sẽ tập trung để tìm hiểu về Thánh Gioan. Hôm nay tôi muốn mời các anh chị để chúng ta cùng có một cái nhìn tổng quát về tin mừng theo Thánh Gioan. Lý do là vì nhiều khi mình chú tâm đọc đoạn này, đọc đoạn khác, nhưng cái nhìn lớn từ đầu đến cuối thì lại không có. Và không biết diễn tiến của sách tin mừng đó ra làm sao. Cho nên chúng ta cần có một cái nhìn tổng quát. Thế thì các anh chị theo dõi dựa vào bảng văn mà tôi gửi cho các anh chị. Mở đầu tin mừng Gioan ở trong sách thánh, bản dịch của các anh chị gọi là lời tựa. Tôi dựa vào một bản khác gọi một cách trọng thể hơn, đó là thánh thi mở đầu. Bởi vì đây là một bài ca. Một bài ca. Chúng ta nhớ lại này, đã học tin mừng Matthew, Marco, Luca rồi. Trong ba tin mừng đấy thì tin mừng nào có phần nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu? Luca, Matthew, Marco có không? Không có. Rất tốt. Như vậy là nắm vấn đề. Vậy thì tin mừng Gioan có phần nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu không? Dạ thưa, cũng không luôn. Thế nhưng Gioan có thánh thi mở đầu là suy tư rất sâu về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Chương 1 từ câu 1 đến câu 18. Cho nên các anh chị nhớ lại nè, trong ngày lễ Giáng sinh, lễ đêm đó, thì hội thánh cho đọc bài tin mừng Luca về việc mẹ Maria hạ sinh Chúa Giêsu ở Bethlehem. Nhưng sang đến đúng ngày 25 mà lễ gọi là lễ ban ngày đó, chứ không phải lễ rạng đông, thì bài tin mừng là thánh thi mở đầu của Gioan. Một suy tư rất sâu về mầu nhiệm nhập thể, đặc biệt là câu 14. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Nếu mà dịch sát á, thì ngôi lời đã mặc lấy xác phàm và cắm lều giữa chúng ta. Các anh các chị là những người đã học Thánh Kinh Cựu Ước á, thì mình hiểu cái từ cấm lều nghĩa là làm sao. Có nhớ ngày xưa dân Chúa trong hành trình sa mạc á, đi đến đâu người ta dừng lại thì người ta cấm lều ở đấy, và đồng thời người ta dựng lều và đặt hòm bia Thiên Chúa ở đấy. Cấm lều. Bây giờ Thiên Chúa không cấm lều ở trong cái lều vải, mà Thiên Chúa cấm lều ở nơi một con người có tên Giê-xu Nazareth. Rất là thấm thía. Nếu chúng ta có giờ thì mình sẽ quay lại phân tích sau. Bây giờ theo dõi tiếp cái văn bản mà tôi gửi đó. Sau thánh thi mở đầu thì tin mừng Gioan được chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất gọi là sách của những dấu lạ. Các anh chị thấy tôi phần đó nó khác ở trong bản dịch thánh kinh các anh chị có.
Đây là dựa vào những nghiên cứu của các nhà chú giải Thánh Kinh sau này. Người ta gọi là sách của những dấu lạ. Từ chương 1 câu 19 đến chương 12 câu 50. Để ý từ dấu lạ nhé. Có bút thì gạch ở dưới để khỏi quên. Ở trong Matthew, Luca và Marco, các thánh sử không dùng từ dấu lạ mà dùng từ phép lạ. Phép lạ. Còn thánh Gioan thì dùng từ dấu lạ. Mà nói thật ra ấy, mình gọi là dấu lạ để nghe cho nó có vẻ lạ. Chứ còn nếu mà theo sát từ ngữ thì có thể dịch là dấu chỉ thôi. Dấu chỉ thôi. Dấu chỉ là cái gì? Tôi đã nói nhiều lần, ở đây chỉ nhắc lại. Dấu chỉ là một cái gì đấy mà giác quan chúng ta tiếp thu được. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ mó được. Giác quan chúng ta tiếp thu được. Nhưng mà đồng thời nó không ngừng ở đấy, mà nó muốn diễn tả một thực tại ta không thấy, ta không nghe, nhưng hoàn toàn có thật. Hoàn toàn có thật. Chẳng hạn như là ngày 14 tháng 2 vừa rồi, người ta bảo Sài Gòn là đường xá kẹt quá sức như Tết vậy. Thế thì trong ngày đấy chẳng hạn, một người thanh niên đem một bó hoa, một bông hồng đến tặng một cô thiếu nữ. Thế thì bông hồng đấy nó là một dấu chỉ. Cô thiếu nữ có nhìn thấy bông hồng đấy không? Có khiếm thị thì mới không thấy thôi. Mà có ngửi thấy cái mùi hương không? Tay của cô ấy có thể chạm vào mà cảm được cái nhẹ nhàng của bông hồng đó không? Hoàn toàn là giác quan tiếp thu được. Thế nhưng mà khi cô ấy tiếp nhận cái bông hồng đấy, phải chăng là chỉ tiếp nhận cái bông hồng như một bông hoa? Không phải. Thế cô đấy mà lại còn mở miệng hỏi anh thanh niên là thế anh mua cái này giá bao nhiêu? Thế thì chắc là chấm dứt rồi. Nhưng mà cô ấy đón nhận cái bông hồng đó và cô ấy đọc được sứ điệp hàm chứa ở bên trong. Đúng không? Đấy. Cái sứ điệp đấy người ta không nói bằng lời, nhưng mà cô ấy phải hiểu. Đấy, dấu chỉ là như vậy. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những dấu chỉ như thế. Vậy thì khi Thánh Gioan dùng từ dấu chỉ mà ta gọi cho nó long trọng là dấu lạ, thì đây là một từ rất đặc biệt mà các anh chị nên quan tâm khi đọc tin mừng Gioan. Để làm gì? Để tôi không chỉ dán mắt vào sự kiện mà thánh sử kể lại, nhưng tôi phải cố gắng đọc được sứ điệp ở bên trong mà Chúa muốn trao gửi cho tôi. Đấy, quan trọng đó là chỗ đấy. Chẳng hạn như là Ngài kể chuyện Chúa làm phép lạ ở tiệc cưới Cana, ai trong chúng ta mà chả biết. Nhưng mà Ngài gọi đó là một dấu lạ đầu tiên. Thế thì mình đọc xong mình bảo, ôi trời, Chúa thì Chúa giỏi thật nhỉ. Nước mà lại hóa thành rượu được thì giỏi thật. Chỉ có suýt xoa như vậy xong rồi thôi, thế thì hỏng to. Phải suy nghĩ xem là dấu lạ đó Thánh Gioan kể nhằm nói cái gì? Nhằm nói cái gì? Nhằm trao gửi cho chúng ta một sứ điệp như thế nào? Đó là lý do sao mà tôi xin các anh chị để ý từ dấu lạ.
Rồi bây giờ đã nắm được ý nghĩa như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở trong phần thứ nhất này chia ra làm bốn phần nhỏ. Phần nhỏ đầu tiên có thể gọi là lúc khởi đầu của mạc khải. Thế thì ta sẽ thấy là tin mừng Gioan cho nhân vật Gioan tẩy giả xuất hiện sớm. Gioan tẩy giả trước hết là làm chứng về bản thân của mình nè. Sau đó là ông ấy làm chứng về Chúa Giêsu. Rồi tiếp theo đó, đó là các môn đệ của Gioan đến với Chúa Giêsu. Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem. Các môn đệ của Gioan đến với Chúa Giêsu. Đó là khởi đầu của Mạc Khải. Rồi tiếp đó đó, phần thứ hai nhỏ, người ta đặt cái tên rất kêu, đó là từ Cana đến Cana. Tại sao vậy? Bởi vì phần này bắt đầu bằng dấu lạ đầu tiên tại Cana, nước hóa thành rượu. Chúng ta hay nghe bài phúc âm này vào dịp nào? Lễ cưới. Rồi sau dấu lạ nước hóa thành rượu là đến một sự kiện khác nữa chúng ta cũng rất quen. Đó là Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Rồi tiếp đó là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Nicodemo ở trước.